Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần. Em ra vườn, chăm sóc vườn, phát hiện một cây bông trang vàng hương ảnh lên sọc của chú anh chị ơi. Đây, ảnh lên sọc nhìn rất là lạ, rất là đẹp luôn. Cây này là một cốt. Cái bông lên sọc rất là cưng. Cái thân một cốt nha cô chú anh chị. Đây, thân một cốt. Đây là cái bông mà cưng lắm. Được một bông lên sọc rất là cưng luôn cô chú ơi. Đây, vàng hường là anh hay lên sọc lắm nha cô chú. Cô chú anh chị xem nè, bông rất là cưng luôn. Đây là anh, cái dòng anh vàng hương. Cô chú xem cái cánh nè, cái cánh anh sọc. Từng đường nét của cánh hoa rất chi là đẹp. Cây này là em sẽ cắt để nhân giống. Rất đẹp. Trồng một cây bông mà đợi lên bông mà đợi từng ngày cô chú anh chị ơi. Rất là cưng luôn. Đợi từng ngày đợi bông ra hoa.